là một cái à, à, thực sự nói nó thật với bà con là sầu riêng á là nó là một cái cây à, thực sự không phải là dễ trồng cũng như là vâng mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo của nhịp cầu nhà nông lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và bình an trong cuộc sống trước mắt quý bà con có thể thấy rằng đây là cây sầu riêng mosakin mới trồng ở trong cái giai đoạn là bây giờ là hai tháng hôm trước thì mình cũng đã quay review cho các bà, bà con coi cái vườn này ở cái giai đoạn mà lúc làm mô cũng như là trồng thì bây giờ bà con thấy một cái màu xanh um 2 tháng và cây nó đã bung đọt cũng như là phát triển cành ra bà con nhìn thấy hai tháng không trồng sầu riêng á nó là một cái À, thực sự nói nói thật với bà con là sầu riêng á là nó là một cái cây à, thực sự không phải là dễ trồng cũng như là không phải là khó trồng nếu chúng ta biết cách quản lý và chăm sóc à, nó theo một cái quy trình hữu cơ cũng như là phân thuốc mà chúng ta quản lý à, sâu rầy theo định kỳ thì bà con có thể nhìn thấy à, cây nó đang cơ đọt cái này là em đang ở clip đầu tiên em quay cho bà con cô bác rồi em giờ sẽ em tách rộng ra à, để cho tất cả quý bà con cô bác à, hình dung được cái mô sầu riêng đối với những bà con nếu như trong vườn của bà con có cái dữ liệu giống như vậy với một cái mặt mà từ bên này qua bên này là nó 5 mét thì bà con có thể hình dung ha. Từ cây từ cái bên cái nói chung là cái diện cái độ 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 ngang của cái mô là 5 mét Nếu 6 mét thì ngon hơn ha, đắt mà có 6 mét thì ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo một cái hàng này luôn nha bà con. Ở đây thì vườn này là trồng mít thái sang mít thái rồi bây giờ là, là À, cũng như rằng là à, gần như mít thái rồi ăn cũng à, gần hết rồi nên là bây giờ chuyển qua trồng à, sầu riêng mua sơ kinh luôn đây, à, bà con có thể nhìn thấy ha, cây tắc, tất cả các cây đều phát triển rất là ok có rất là nhiều à, bà con à, sẽ gặp cái tình trạng giống như vậy giống như cái vườn bên cạnh trồng xong mà xem trồng xong rồi để luôn này bà con đây 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 thì à, cái bộ lá nó không có phát triển rồi à, cái đầu lá ha nó banh tô thì đa số là thường thường các cái giống cái giống sầu riêng khác á là nó hay bị cháy lá giống với tình trạng mây cây bên kia em quay nhưng mà cây moshiking á thì cái sức khỏe nó ổn định hơn và bộ rễ nó phát triển cũng như là tầng lá cơ đọt nó ra ok nha bà con nha chúng ta quản lý sâu rầy nữa lâu lâu thì bà con thấy có cái con gì đây bà con thấy con gì nó ăn này à, chúng ta cũng phải quản lý thường xuyên để em coi con gì cái trứng con gì đây ừ, ghê quá ừ. đó à. nó đồng ý là tất cả cây lá lâu lâu nó cũng có những cái cây lá là nó bị À đây có cái đầu này ha nó bị ảnh hưởng cái bộ rễ chút xíu còn bây giờ cái mô và con có thể nhìn thấy từ cái mô này ha tới cái mô kia là 8 mét đều bon hết 8 mét dài thòn lòn thòn lòn hết nha bà con coi bà con coi chúng ta à, để chúng ta à, nhìn à, cái vườn à, khi mà cái vườn sầu riêng ủng dưới này này có à, nuôi ốc à, bưu đen này bà con đây nuôi ốc bưu đen này rồi à, cái cây sầu riêng con á là trồng nó rất là cực nha bà con có nghĩa là o bế nó rất là nhiều chứ không là mấy ông bỏ cánh cứng này ông lên ông cạp này Đó, chúng ta chỉ bỏ lơi qua một cử thuốc ha. chẳng hạn như định định kỳ chúng ta 7 ngày mà chúng ta có công chuyện bận ha chúng ta không có xịt cái cơ đọt nó là con mấy con sâu rầy nó tấn công dữ lắm đặc biệt là trong cái vườn chúng ta mà dụ như là chúng ta trồng chen với những cái cây mít như vậy là bà con có thể là nhìn thấy là nó rất là dễ bị sâu rầy tấn công đây, khi mà chúng ta cái cây chúng ta mà nó ra cơi đọt rồi á là chúng ta sẽ quản lý cái cơi đọt nó bằng cái thuốc mà xịt à, sâu rây bà con nên à, sử dụng các loại mà à, thuốc xịt sâu rây à, bằng hữu à, sinh học nha bà con cái này là em khuyến khích cho bà con là xài sinh học còn ở dưới cái mô chúng ta là sẽ làm cho cái tầng mô của nó xốp bằng cái cỏ chúng ta đắp mô chúng ta trồng cỏ cỏ rau trai này bà con nó cỏ rau trai để trong vườn này á là có trồng sen cây kinh rồi uh, sen với vài cây thái với cây món uh, cây món thon đó bà con hoặc là gọi còn tên khác là cây dona đó à, đây cái bộ lá này bà con nha chúng ta chú ý cái, cái cái, vài cái giai đoạn mà chúng ta bung bung lá như là nó sổ tim đèn như vậy là chúng ta uh, nên xịt sâu rầy nha đó À, sâu này cũng như là chúng ta chống chọi với à, gió nữa à, trong cái vườn này là ít gió hơn à, quay cho bà con coi Đó. hồi xưa là cái 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 chỗ này là có gì nó tét đây nó sơ sơ thôi bà con nhìn thấy này ha là cơi đọt nó ra phát triển bây à, giờ em sẽ quay à, cho bà con coi là khúc này em đều vừa đi ngang qua ha cái mô này cái mô kia thì mỗi cái à, À, cái vườn là mỗi cái dữ liệu khác nhau còn nếu như á, mà quý bà con mà có cái dữ liệu giống như vậy à, thì chúng ta cũng quan sát và chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ xịt sâu rầy định kỳ à, thường xuyên À, chúng ta chăm sóc và chúng ta ra vườn chúng ta để mà chúng ta quản lý cái vườn đặc biệt là vườn trồng sen á là nó như vậy nè bà con à, cái vườn trồng sen của chúng ta là nó rất là nhiều sâu rầy nó nấp ở trong này à, nên là khi nó ra nó ra nó ăn đặc biệt là lá non của sầu riêng á, là cái con mà sâu rầy nó rất thích nha bà con nha à, nó rất là thích chúng ta sẽ đi qua khúc bên kia nó trống trống cho bà con coi thử như thế nào à, cái, cái đường đi không được nữa đường đi rớt chiếc cầu thôi mình sẽ đi thẳng cho bà con coi Mít thì vườn mít đây là ăn cũng nhiều rồi, ăn cũng lụm cũng khá là nhiều tiền rồi à, nên là thôi, à, bây giờ chuyển đổi cây trồng luôn, à, trồng sầu riêng à, mua à, với cái diện tích trồng cũng à, với cái vườn mít này là hồi xưa là cũng 2 hecta, bây à, giờ chuyển qua trồng mua hết thì cái giai đoạn mà giai đoạn cây con á thì bà con chúng ta cố gắng ha, quan sát nó rồi chúng ta xịt thuốc sâu rầy cũng như còn đi à, nắm khuẩn nắm bệnh. Về cây à, sầu riêng mua á khi mà chúng ta à, trồng á khi mà nó nó chưa phát nha chứ mà nó phát á, là ra là, là thái đi 6 triệu không nổi đâu tự nhiên bà con coi á, là cái cây sầu riêng mua kinh thì cái lá nó không có không có như người thái cái lá của thái là lá chà bá ví dụ như đây mình có trồng sen cây cây thái này à, lá thái nó lá chà bá cái này chúng ta không có so sánh cái vấn đề đấy được à, lá ăn thái lá chà bá chà bá lửa luôn ghi xấu nó, nó nó ngắn hơn chút xíu bây giờ chúng ta sẽ bước qua đây, bước qua bên kia là này dưới này là thả ốc này bà con, Này thả ốc bù đen ha, à, thả ốc bù đen dưới này luôn. À, nước sẽ chặn lại sầu riêng. Bà con chúng ta đi quan sát một chút xíu ha, à, vừa rồi là trời nó cũng đổ mưa một cái cơn mưa nhẹ 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 đây cái khi mà cái cây mà nó ra những cái tim đèn chúng ta bắt đầu nó ra như mà viết người viết là chúng ta quản lý nó nha, lá non là chúng ta quản lý nha bà con. Còn ở dưới này á là nguyên cái chắc bà con theo dõi kênh của mình rất là nhiều rồi sử dụng bộ phân bón siêu dưỡng cây à, dưới thằng humic hoa kỳ vàng trico humic à, để chúng ta mà kích cái bộ rễ cũng như là chúng ta à, làm cho cái cư đọt nó ra, à, chúng ta xịt cái vọt đọt sầu riêng nữa à, để cho nó ra. Còn ở cái giai đoạn cây con á, là chúng ta o bế nó rất là nhiều khi mà cái giai đoạn mà nó tầm mà cửa 6 tháng rồi là chúng ta bắt đầu khỏe ha. còn cây con giống vậy ai cũng vậy ngay cả con người cũng chúng ta cũng vậy ha. mới đẻ ra o bế nó dữ lắm nha bà con nha o bế nó dữ lắm đây có cái nhện nữa nè bà con ha chúng ta quan sát rồi chúng ta xịt sâu rầy chúng ta xịt nhện chúng ta vừa có con sâu với con gì này ghê quá à. đây lá cứ ra như ngồi viết vậy là bà con xử lý giùm em sâu rầy ha xịt sâu rầy thường xuyên nha Nấm khuẩn nấm bệnh nha bà con cây này là nó phát triển này cái 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 cưa đọt nó 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 vàng này nó vàng nó vàng này nó vàng, 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 vàng ống rồi bà con cưa đọt nó vàng ống phát triển ok luôn ở đây trồng bông súng nữa đẹp quá ha bông súng này bà con dưới này là thả bèo cũng như là nuôi ốc ha Đó, đây là một cái mô hình mà để cho, cho chúng ta có thể là à, chúng ta có thể làm à, cái mô hình giống như vậy ở dưới này là nuôi ốc à, nuôi ốc bưu đen cũng rất là có kinh tế nha bà còn nhà bán là sáu bảy ngàn ngàn một ký đó à, còn ở trên này chúng ta trồng cây à, hầu như là xịt thuốc đó, đa số là xịt thuốc cũng như là đi phân bón thì hữu cơ và sẽ học hết cho nên là ốc cũng không có bị sao hết à, ốc nào thả dưới này, này được không ốc cần thả thả dưới này này à, cái, cái tầng nước nó là khoảng à, nửa mét nó thả ốc như này nè ốc thì nó ăn cũng thức ăn cũng đơn giản thôi nó ăn mít rồi ăn bèo rồi đó nên cũng 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 dễ quản lý lắm à, chúng ta qua wow, là vừa rồi là cái mua vừa đang đắp vô này để đắp 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 thêm ở ngoài này dự trữ ha mai mốt cái mua này nó hạ xuống thì là ok rồi ha thôi con này này không biết là bữa để cành mít này chi không biết là kéo ra Đấy, tất cả nó ra cư đọt hết rồi bà con nha. Đó à, 2 tháng thôi, ra cư đọt hết rồi bà con thấy không? 2 tháng trời. À, nó còn à mới có 2 tháng thôi, à, tính mình tính với một cái số lượng tháng á à, thì à, nghe nó hơi lâu ha. Thí dụ như à, 3 năm là 300, à, 3 360 tháng ha. Bao nhiêu? Ba à, lộn 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 xin lỗi bà con nha. À, 3 năm là bao nhiêu tháng? 3 năm là 36 tháng ha bốn năm thì là 48 mươi tám tháng, à, bây giờ mình mới có hai tháng còn 46 tháng nữa thì chúng ta mới đến cái giai đoạn cái giai đoạn kinh doanh, à, lúc đó mới lụm tiền còn giai đoạn này là giai đoạn ra tiền. Tuy nhiên em cũng chia sẻ với bà con cô bác anh chị các bạn thật ra cái sầu riêng á thì nó cũng không ăn phân nhiều bà con cứ tưới bộ siêu dưỡng cây cũng như là humus ho kỳ và trico humus ở trên thì bà con xịt thằng vọt đọt sầu riêng còn sau này thì bà con đi sinh học dùm em ha. À, nó không có tốn nhiều tiền phân hết á nó không có tốn gì hết á bà con cứ cung cấp cái dinh dưỡng kích thích cái bộ rễ cũng như là cung cấp thằng siêu viên cây để cây nó hấp thụ là được rồi chứ không có đi là à, phân thì u rê rồi à, phân hột phân rải phân phân rác rồi những cái loại phân mà gọi là à, phân rải không cần nha bà con nha em nói thật với bà con là cây nó không có cần gì nhiều chứ nó cần giống như một đứa trẻ vậy đó sinh ra nó cần sữa để uống thôi còn bà con dồn phân nó đủ thứ hết phân này phân kia đó cây nó mệt ăn dữ quá nó ăn không nổi rồi nó xỉu luôn à, giống như mà trẻ em mà ép ăn dữ quá nó xỉu chúng ta phải bảo vệ nó thôi nha con bảo vệ à, chứ chúng ta đừng cứ ép ép nó dữ quá là xỉu luôn á nó không ăn nổi bây giờ nó cần gì đối với những cái cây này ở cái giai đoạn này nó cần cái gì thứ nhất là cần kích thích cái bộ rễ à, thứ hai là cần cung cấp cái vi lượng thì cái vi lượng là kích thích bộ rễ là trong đó có thằng hùng mít kỳ rồi tiếp tục thứ thứ ba là cung cấp gì cũng cung cấp cái bộ rễ và cung cấp vi sinh đó là vi sinh thì gì là Trico đề ma và thằng humic thì ở trong cái gói mà humic qua kỳ là có uh, humic và có vi lượng trong cái gói mà Trico humic thì có humic và có vi sinh và chúng ta có một cái nền phân ở trong cái can siêu dưỡng cây máy hôm em hay quay cho bà con coi đó hôm nay là thực ra là em cầm cái can nhiều quá nhiều khi bà con mới nó mới mới hỏi em giống như quảng cáo cái này là hay không không quảng cáo ha cái này là em cũng hướng dẫn cho bà con chia sẻ cho bà con cái bài phân bón là đi rẻ tiền nhất hả cần gì thì bà con cứ gọi vào tổng đài thì mấy anh em kỹ thuật sẽ chia sẻ cho bà con cũng như là tận tình hướng dẫn cho bà con ở trong những cái giai đoạn kiến thiết giai đoạn thứ nhất chúng ta giai đoạn kiến thiết là một giai đoạn quan trọng ở khởi đầu cái sự nghiệp và cái giai đoạn mà tiếp theo cái giai đoạn mà chúng ta kinh doanh có nghĩa là chúng ta sẽ thu hoạch là giai đoạn chúng ta làm bông làm trái như thế nào thì đến cái giai đoạn đó là một cái sự gọi là kiên trì nữa chúng ta kiên trì đến đó rồi chúng ta sẽ nhận được cái kết quả lúc cái giai đoạn chúng ta trồng á, rồi cây cây thì tự động nó ra trái bó thì không nói gì nhưng mà chúng ta làm nghịch vụ á nếu chúng ta làm nghịch vụ á, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp làm bông nghịch vụ và wow. một cái video này là nói chung nãy giờ đi lòng vòng mà nói với bà con thì cũng mất 12 13 phút cuộc đời. À, hôm nay à, sẵn ở đây thì em cũng chia sẻ trong cái video này cho bà con luôn à, là cái mô này cách cái mô kia ha, cái mô này cách cái mô kia là 8 m nha bà con nha. Đó 8 m. À, những cái mít già của này chắc chắn ăn xong rồi cỡ 2 3 năm nữa thì mấy cái cây đó thì cũng theo thời gian thôi, nó không còn tồn tại tồn tại lâu ha bà con nha. Ha thôi một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con cũng như là đàm đạo nói với bà con xong cái thời gian mà chúng ta trồng cây sầu riêng hai tháng thì chúng ta quan sát nó như thế nào chúng ta cũng thấy cỏ nó còn lên hết chắc cái chỗ vườn này cũng khá là bận làm làm nông chúng ta có một cái là nhức nước nhì phân tâm cần tứ giống đó bà con nhưng bây giờ là bốn cái đó là cái nào cũng nhứt hết á nhứt nước nhì phân tâm cần tứ giống bây giờ là cái nào cũng nhứt hết nhức nước nhất phân nhất cần rồi nhất giống giống là cũng phải đứng đúng như bà con còn nói về đúng á, là chúng ta phải làm như vậy đúng phân đúng kỹ thuật đúng liều lượng và đúng thời điểm Nha bà con chứ không phải là chúng ta muốn đi uh, uh, cái giai đoạn nào là chúng giai đoạn mà cây đang phát triển hay là chúng ta uh, không có kích thích bộ rễ ra mà chúng bà con cứ uh, dập phân dập phân vào cho nghĩ là dập phân vào cây tốt không phải chúng ta phải sử dụng cái kích thích bộ rễ đó là thằng humic hoa kỳ và trico humic để kích thích cái bộ rễ ra nó mới ăn được và nghe nói làm nông nghiệp mà bà con sử dụng cái phân bón hữu cơ là em phái bà con sử dụng phân bón hữu cơ là em chịu nói thật với bà con luôn là chịu nha còn mà sử dụng mà đi phân hóa học mà lạm dụng rất là nhiều các phân mà hóa học thì em không có không có mong muốn cái điều đó nó sau này nó rất là khó khăn cho chúng ta thứ nhất là về cái, về quản lý vườn về quản lý đất đai đất bị chai rồi đất bạc màu khi mà phân hóa học nó sẽ tồn dư ở trong cái cái đất của mình và thứ nhất cái thứ hai nữa là À, chúng ta nên giữ cỏ ha, cỏ nó không có ăn phân đâu, cỏ nó ăn gì nó sẽ trả lại đất đấy nhưng mà con Nó ăn cái gì nó trả lại đất cho đấy, nó sẽ tự chết và nó tự phân hủy thành phân hữu cơ cho chúng ta và cây chúng ta nó hấp thụ và tạo thành cho đất chúng ta từ xốp và cỏ nó len lỏi dưới đất nó tạo thành một cái lớp gọi là mùng á bà con, cái rễ cỏ len lỏi dưới đất nó sẽ làm cho dẫn nước cũng như là làm cho đất của chúng ta nó có một cái độ ẩm nhất định nha con nha, nó có một cái độ ẩm nhất định, có không có nghĩa rằng là, là cỏ không phải là cạnh tranh dinh dưỡng hay là cỏ không phải là cái 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 uh, có hại cho cây trồng mà cỏ thực sự như vậy là cỏ rất tốt cho cây trồng của chúng ta cây đặc biệt là cây ăn trái cây mít cây sầu riêng cây bưởi nói chung là trồng cây ăn trái là chúng ta nên để một cái tầng lớp cỏ nhìn thứ nhất cái vườn của mình nó cũng mỹ quan và sạch sẽ à, mai mốt những cái vườn này ăn hết mít xong rồi đó là sẽ khai thác hết triệt để, để nó sẽ cho sầu riêng lớn chắc chắn luôn là là mít là phải cho nó ăn triệt để luôn mít thì nó không có tồn tại lâu lâu à, thứ nhất là sống theo cái cây mít là nó thấp thỏm nó thấp thỏm về giá nó thật sự luôn á nó thấp thỏm à, còn thông, sống theo cây sầu riêng thì chúng ta phải chờ đợi sầu riêng là một sự chờ đợi nha bà con nha à, cái cây này cây này nó bung đọt cực kỳ luôn đi đúng một vòng cái video thì bây giờ quay trở lại để quay cho bà con coi cây này bung đọt cực kỳ luôn còn mấy cây kia cũng vậy ờ à, nãy giờ thì anh à, chị em cũng quan sát rồi ha à, thôi thì một cái kết thúc một cái video và em sẽ chia sẻ một cái video trước cái video này là em cũng làm nhiều cái video rồi sau cái video này em sẽ nói về cái cây này để cho tất cả quý bà con cô bác anh chị và các bạn á à, chúng ta hình dung được cây sầu riêng mosakin và phương pháp nhờ, xịt bông xịt thuốc xịt đồ như thế nào để cho tất cả với bà con hiểu ha còn bây giờ thì em xin kết thúc video và chúc bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống